Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 1 năm 2021, khối không khí lạnh hoạt động mạnh nên xuất hiện nhiều ngày rét kéo dài. Tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thì có khoảng từ 3 đến 4 đợt rét đậm rét hại. Nhiệt độ trung bình tháng 1 năm 2021 tại Bắc Bộ, Trung Bộ phổ biến thấp hơn khoảng từ 0,5 đến 1 độ C so với giá trị trung bình nhiều năm. Các nơi khác ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm. Cũng trong tháng 1 năm 2021, tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Dự báo từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc có cường độ mạnh, rét đậm rét hại tiếp tục duy trì trong khoảng từ 3 đến 4 ngày đầu tháng, sau đó không khí lạnh có khả năng tăng cường vào khoảng ngày mùng 5, mùng 6 tháng 1 và ngày mùng 9 đến mùng 10 tháng 1. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xuất hiện như sương muối, băng giá tại khu vực vùng núi phía Bắc.